Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay mùng 3 tháng 2 năm 2012, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ và cán bộ lão thành cách mạng đã tiếp đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Vòng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Cách đây tròn 82 năm, tại Hương Cảng, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã diễn ra hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, An Nam Cộng sản Đảng thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và hơn 80 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước Việt Nam. Sau khi viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng ta, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ công ơn những người con ưu tú của dân tộc đã vì lý tưởng của Đảng chiến đấu, hy sinh để giành độc lập, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.